Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Thượng tá Trần Trung Hiếu, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an TP.HCM cho biết, 6 tháng đầu năm, Cảnh sát Giao thông toàn thành phố đã lập biên bản hơn 323.000 trường hợp vi phạm, trong đó có đến gần 54.000 trường hợp bị tước bằng lái xe. Trong đó, gần 60.000 trường hợp vi phạm tốc độ, hơn 62.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Như vậy, 6 tháng đầu năm 2023, số trường hợp vi phạm bị lập biên bản tăng hơn 77.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Cảnh sát giao thông đã tạm giữ 720 xe ô tô, gần 74.000 xe máy cùng 713 xe ba bốn bánh. Hơn 211.000 trường hợp thực hiện quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 370 tỷ đồng. Hơn 11.500 trường hợp bị cảnh sát giao thông phạt tại chỗ với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Cảnh sát Giao thông đã chủ động phát hiện và xử lý ngay từ ban đầu 4 vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng. Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố xảy ra 779 vụ tai nạn giao thông, làm 294 người chết, 470 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương. Bên cạnh đó, tai nạn giao thông cũng kéo giảm mạnh trên 10%. Số vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giảm 40%. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên vẫn ở mức cao, chiếm trên 1/3 số vụ. Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, 6 tháng cuối năm, Cảnh sát Giao thông thành phố sẽ tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống đua xe trái phép, xử lý tình trạng độ chế xe, ra soát và tăng cường xử lý triệt để các xe vận tải hành khách, hàng hóa, vi phạm luật giao thông.